Tôi xin review cho các bạn xem nha. Đó. Đây là nhìn là chắc là nước cam. Đây là nho, nước nho. Còn đây chắc lẽ là nước lọc quá. Đó. Tôi review cho các bạn thấy những cái món ăn ở đây nha. Hấp dẫn không? Hấp dẫn không các bạn ơi? Đó. Đó đó. Cô Lan giúp Lan không? Không 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 ăn đâu. Các bạn ơi, đây là mình ăn salad thì nè, mình ăn thì mình chạy tới mình gấp nha. Nhưng mình phải ý thức được, ăn là lấy đủ ăn thôi. Không nên ăn lấy dư ăn rồi bỏ mướn là không được. Đó, ai ăn gấp ra thì đến người ta phục vụ. Có gì cô? Dạ. Đó. Khách sạn đẹp lắm các bạn ơi. Ăn cái gì đó? Cháo, ăn gì cháo, đó? Cháo. Ủa sao mà bà đi bà ăn cháo vậy? Cô cho ăn từ lưa mà. Ăn từ lưa. Ăn các... từ lưa, bỏ thứ một chút. Các bạn ơi, nó ăn từ lưa. Ủa sao quay vòng vòng, ta quay ghét cái vòng cô Lan quay clip nguội. Ờ đúng rồi, này quay xong nó quay vòng vòng giúp được. Cháo trắng rồi cháo hải sản. Đó, các bạn ơi, tôi có rất là nhiều món nè. Nè, con buổi sáng ăn gì thôi. Cái này là súp nè, ở cái đất mày ăn cái gì vậy? Bởi mày mới ốm nhôm nhất đó. Nè, mì xào, mà bún tàu xào, cơm chiên Vinh Châu. À, không biết cái này cái gì giống như pate, trứng cút, sốt với lại gì đó, không biết. À, cà tím xào. À, rau luộc ở đây là khoai lang chiên đó. Ở đây thực khách là người nước ngoài là nhiều các bạn nha. Đây bánh mì gì đây đó, thực khách người nước ngoài là nhiều. Rồi tôi phải tự biết là mình không có được quay thực khách đâu. Dù những du khách người ta đi có những người ta làm việc á, người ta không có muốn được quay lên như vậy đâu. Cho nên tôi có thể được review thức ăn cho các bạn xem. Nhưng quan khách thì mình chỉ thoáng qua thôi. Đây các bạn nè, đó. Ai muốn ăn gì thì tự gấp. Tự lấy thôi, nhưng mà mình không nên lấy nhiều. Đó. Đây gì đây? Ồ, có chả giò nè. Đó, chả giò rất là... Ồ, khoai lang nè. Wow, món khoai lang này cũng hấp dẫn lắm đó. Cái này là sữa tươi à? À rồi, cái này là ai... À, uống là uống sao? Cứ để nguyên vậy, ai muốn uống thì mình uống đó hả? Dạ. Dạ. À, đây là cô phục vụ. Thôi nha các bạn, tôi dừng ở đây để tôi còn tự đi chọn món ăn chứ, đúng không? Đó, tôi quay thoáng qua các bạn thấy rồi đó nha. Du khách nước ngoài nhiều. Đó. Có gì luôn? Trong đang like đâu có nói bên bên Tống Trần với lại gì xuống chưa?
hẹn 7 rưỡi mình ăn trước. Mình mấy giờ rồi? Mình 6 rưỡi. 7 rưỡi mới ăn mà, cái gì đó là 7 rưỡi mình ăn trước. Thôi. Được rồi, anh Tâm. Rồi thôi được rồi. Vậy thôi nha. Đâu nè cái thằng alo, ăn sáng chưa? Dạ ăn sáng rồi nè. Nè cái này là thằng Tú nè, đó, nó ăn vậy nè. Nó làm giống như ở thành phố không có cái món này. Rồi ăn súp nè, súp có lý nè nha, súp dễ hút nè. Đây cháo nè. Cháo rồi còn cái này gì vậy nè? Cái gì vậy? Bánh mì bơ. Ta để cái đó ăn với cái gì? Ăn với súp xích nè. Rồi thôi vậy mình để tắt cái đây các bạn ơi, để tôi đi ra tôi tự phục vụ mình. Xin chào các bạn nha.